thưa bạn cái à, tinh bột và cellulose là những cái hợp chất à, rất là phổ biến ở trong tự nhiên. À, tinh bột thì nó tồn tại ở trong các loại thực phẩm ví như gạo, ngô, lúa, khoai sắn. Còn cellulose thì nó tồn tại ở trong các cái tế bào của thực vật à, ví như trong bông đay, tre nữa, nứa, thân à, cây gỗ. À, đây là những dạng tồn tại của tinh bột và cellulose. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái bài tiếp theo của chương 2 Đó là bài 7 tinh bột và cellulose Trước hết chúng ta sẽ nghiên cứu phần 1 la mã Để đề cập đến về cái cấu trúc phân tử của tinh bột và cellulose Các bạn ghi phần 1 la mã cấu trúc phân tử Phần đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về cái cấu trúc phân tử của tinh bột cấu phân tử của tinh bột thì thưa các bạn tinh bột thì có công thức phân tử là C6H10O5N lần là một dạng cái polymer polymer nó được tạo thành bởi kia các cái gốc C6H10O5 cái các cái gốc C6H10O5 đây là các gốc alpha glucose các gốc alpha glucose nó là hỗn hợp của à, hai cái polysaccharide à, loại thứ nhất đó là cái à, amylose amylose à, chiếm khoảng từ 20 đến 30 phần trăm về khối lượng và loại cái polysaccharide thứ hai tạo nên tinh bột đó là amylopectin nó chiếm từ 70 đến 80 phần trăm về khối lượng à, là về cái thành phần cấu tạo nên tinh bột gồm có hai phần là amylose chiếm 20 đến 30 phần trăm amylopectin chiếm 70 đến 80 phần trăm và các gốc C6H10O5 tạo nên tinh bột là các gốc alpha glucose bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến cụ thể cái từng à, cái thành phần tạo thành tinh bột cụ thể nghiên cứu về hai cái phần đó là amylose và amylopectin đầu tiên chúng ta nghiên cứu về cái cấu trúc của à, amylose Theo các bạn thì cái đi uh, polysaccharide amylose nó chiếm khoảng từ 20 đến 30 phần trăm khối lượng của tinh bột. À, thì trong phân tử thì uh, amylose thì uh, các gốc alpha glucosơ nối với nhau bằng cái liên kết 14 bốn glycosid. Các bạn quan sát ở hình vẽ, à, tức là cái À, hai cái mắt xích à, C6 alpha glucose à, Nó sẽ liên kết với nhau à, Qua nguyên tử oxy à, Tức là à, Nguyên tử Carbon ở à, Số 1 Của cái mắt xích này Sẽ liên kết với Nguyên tử carbon số 4 Của mắt xích bên, bên cạnh Thông qua cái cầu nối oxy à, Và cái liên kết này gọi là Liên kết alpha 1 4 glycosid các bạn quan sát trên màn hình và cái đối với tinh bột thì nó có dạng chuỗi dài và không phân nhánh ở đây cấu trúc của nó các bạn quan sát sẽ rõ cấu trúc của amylose thì có dạng chuỗi dài không phân nhánh và nó có dạng chuỗi xoắn hình lò xo các cái chuỗi amylose này thì nó sẽ xoắn lại thành dạng hình lò xo dạng hình lò xo và à, amylose nó có khối lượng phân tử nó M nó khoảng tầm 150.000 đến 600.000 à, đơn vị carbon à, Tương ứng với khoảng N này Bằng từ 1.000 đến 4.000 mát à, xích Đấy là cái cấu trúc của thành phần thứ nhất Đó là amylose à, Thứ nhắc là amylose nó được à, cấu trúc từ các cái gốc alpha glucose nối với nhau bằng cái liên kết 14 glycosid và có dạng chuỗi dài không phân nhánh các chuỗi này nó xoắn lại thành hình lò xo chuỗi xoắn hình lò xo nó số mắt xích số mắt xích n ở vào khoảng từ 1.000 đến 4.000 mắt xích nó tương ứng với khối lượng phân tử bằng 150.000 đến 600.000 đơn vị carbon Đó là thành phần thứ nhất là amylose chúng ta chuyển sang phần thứ hai là cái cấu trúc phân tử của amylopectin các bạn quan sát trên màn hình trong phân tử amylopectin thì có cấu tạo dạng phân nhánh phân nhánh nó chiếm khoảng từ 70 đến 80 phần trăm khối lượng của tinh bột cấu trúc của cái amylopectin này là cứ khoảng 20 đến khoảng 2 từ 20 đến 30 gốc alpha glucose nó sẽ nối với nhau để tạo thành à cái một cái à, chuỗi ngắn, một chuỗi ngắn. À, tức là khoảng 20 đến 30 gốc alpha glucose nối với nhau bằng cái liên kết 14 glycosit tạo thành một chuỗi, một đoàn chuỗi. À, à, sau đó thì à, các chuỗi này sẽ ghép với chuỗi kia à, bằng cái liên kết 16 16 Uh, glycoside à, Glycoside Chính vì cái cấu trúc này mà cái Amylopectin Nó cấu trúc dạng phân nhánh Các bạn quan sát ở trên màn hình à, Đây là các cái chuỗi có liên kết 1,4 Glycoside Và đây là Các liên kết 1,6 1,6 được tạo thành 1,6 được tạo thành Giữa chuỗi này với chuỗi kia Thì à, Khác với cái Amylose Thì Amylopectin nó có khối lượng phân tử lớn hơn nó khoảng từ 300.000 đến 3 triệu đơn vị carbon. À, tương ứng với số mắt xích ở vào khoảng 2.000 uh, đến 200.000 uh, mắt xích, 2.000 đến 200.000 mắt xích. À, tôi nhắc lại cái amyloze, amylopectin này nó là dạng cái mạch cấu tạo phân nhánh, cấu tạo phân nhánh. Và cứ khoảng 20 đến 30 gốc alpha glucose thì tạo thành một chuỗi ngắn sau đấy chuỗi này sẽ ghép với chuỗi kia qua liên kết 16 glycosid. À, như vậy trong amylopectin nó sẽ có hai cái loại liên kết uh, glycosid đó là liên kết 14 glycosid tạo thành uh, một đoàn chuỗi. À, sau đó nó sẽ có cái liên kết 16 glycosid để ghép chuỗi này với chuỗi kia để tạo thành mạch phân nhánh amylopectin. À, số mắt xích ở vào khoảng 2.000 đến 200.000 tương ứng với khối lượng phân tử khoảng tầm 3.000 đến 3 triệu ở đơn vị cảm ơn. Đây là về cấu trúc phân tử của amylose, amylopectin à, tạo nên thành phần của tinh bột. À, các bạn vừa tìm hiểu về cái cấu trúc phân tử của tinh bột. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ là cấu trúc phân tử của cellulose. Các bạn quan sát trên, trên màn hình. Thì cái khác với cái tinh bột thì được tạo thành bởi hai thành phần à amylose và amylopectin có cấu trúc nó khác nhau. Thì à, cái cellulose này nó lại chỉ có một dạng. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc của cellulose như sau. Thứ nhất là à, cellulose nó cũng có công thức phân tử C6H10O5N lần. À, tuy nhiên cái giá trị N này nó khác lớn hơn so với cái giá trị N ở trong cái công thức phân tử của tinh bột. Các cái gốc C 6 H 10 O 5 ở trong cellulose thì là dạng beta glucose. Đây, các bạn quan sát ở dưới cái cấu trúc của nó. Các gốc khác với cái tinh bột được tạo thành bởi các alpha glucose thì trong cellulose nó sẽ được tạo thành bởi các beta glucose, beta glucose các gốc beta glucose thì nối với nhau bằng cái liên kết 14 glycosid đây liên kết 14 glycosid các gốc beta glucose nối với nhau bằng liên kết 14 glycosid à, ở đây toàn bộ ở đây là các liên kết 14 glycosid à, tức là C1 của à, gốc này sẽ nối với C4 của gốc kia qua à, nguyên tử oxy tạo thành beta 14 glycosid và khác với cũng khác với cái amylo dơ thì cái cellulose này có cấu trúc là không phân nhánh và cũng không xoắn không phân nhánh và không xoắn thứ nhất là khác khác với cái amylopectin là không phân nhánh và khác với cái amylose là không xoắn không phân nhánh và không xoắn dạng chuỗi dài không phân nhánh không xoắn ở trên phần trên của hình ảnh là mô tả cái chuỗi cellulose. Còn ở dưới là mô tả về cấu trúc cấu tạo nên cái cellulose. À trong cellulose thì có à, khối lượng phân tử lớn hơn rất nhiều so với cái tinh bột. À, nó khối lượng phân tử mạch của nó dài hơn và có khối lượng phân tử ở khoảng từ 1 triệu đến 2,4 triệu đơn vị carbon. Khối lượng phân tử khoảng 1 triệu đến 2,4 triệu đơn vị carbon. Tương ứng với à trong cái cellulose thì các mắt xích C6H10O5 có ba cái nhóm OH tự do có cái tính chất đặc biệt như là có khả năng tham gia phản ứng với có khả năng tham gia phản ứng tạo este lại có khả năng tham gia phản ứng với axit nitric và những cái phản ứng này rất ứng dụng rất nhiều trong thực tế cho nên người ta có thể viết cái cấu tạo của mắt xích C6H10O5 thành cái công thức cấu tạo là C6H7O2 OH3 lần à, N lần cái công thức này nó sẽ à, rất là quan trọng bởi vì nó sẽ tạo cho chúng ta sự đơn giản trong cái viết các cái phương trình phản ứng đặc biệt phản ứng với à, axit nitric tạo thành cellulose nitrate và à, phản ứng với à, anhydride acetic để tạo thành cái à, cellulose à, à, acetat, đó là những cái hợp chất quan trọng mà có ứng dụng nhiều trong thực tế. Rồi thì chúng ta vừa nghiên cứu đến cái cấu trúc phân tử của tinh bột và cellulose. À, sau đây à, chúng ta sẽ chuyển sang phần hai nhỏ tìm hiểu xem từ cấu trúc phân tử đấy thì nó có sẽ tinh tinh bột và cellulose nó sẽ có cái tính chất vật lý và hóa học như thế nào. Chúng ta sang phần hai la mã là tính chất vật lý của tinh bột và cellulose để tiện à, theo dõi thì chúng ta sẽ à, tham khảo tính chất vật lý hóa học này dưới dạng một cái bảng so sánh à, một bên là chúng ta sẽ tinh bột và một bên của cellulose thứ nhất là về cái trạng thái tồn tại các bạn chú ý là trạng thái tồn tại của tinh bột thì là là dạng chất bột màu trắng à, không tan trong nước nguội các bạn chú ý là không tan trong nước nguội nó có thể tan trong nước nóng à, không tan trong nước nguội à, và trong dung dịch thì tinh bột có thể bị trương để lâu nó có thể bị trương tạo thành keo, keo dán keo tinh bột. người ta ngày xưa người ta vẫn dán bằng cơm bằng hồ tinh bột lại dạng keo. Còn đối với cellulose -lô -lô thì trạng thái tồn tại của nó là dạng dán hình sợi. Nó không tan trong nước ở bất kỳ nhiệt độ nào. Nói chung là cellulose -lô -lô thì đun nóng nó không tan. và nó cũng không tan trong các dung môi hữu cơ. À, không tan trong dung môi hữu cơ. À, thứ nhất là so chúng ta so sánh về à, cái, à, trạng thái tồn tại và của tinh bột và cellulose. À, thứ nhất tinh bột là dạng bột màu trắng không tan trong nước nguội. Tuy nhiên nó sẽ tan ở trong nước nóng. À, và tinh bột ngâm lâu ở trong nước thì nó sẽ bị trương nở thành keo. Còn cellulose thì dạng chất rắn hình sợi từ cấu trúc cái phần trước chúng ta đã biết rồi không tan trong nước và cũng không tan trong dung môi hữu cơ thứ nhất về trạng thái tồn tại thứ hai là cái nguồn gốc thì tinh bột nó có sẵn trong ngũ cốc gạo ngô khoai sắn và hoa quả nói chung ở đây là trong hoa quả các thành phần chúng ta ăn được ngũ cốc gạo ngô khoai sắn mì là chứa thành phần tinh bột tinh bột còn cellulose thì chúng ta biết rồi nó là phần chính tạo nên cái tế bào thực vật nó có trong nhiều bông tre nứa gỗ đầy, vân vân là cái thành phần tạo nên cái cellulose xuất xứ của cellulose về cái tính chất vật lý thì giữa hai cái loại tinh bột và cellulose thì nó được tạo thành từ cây cối qua cái phản ứng quang hợp cụ thể phản ứng quang hợp chúng ta biết là cái từ n 6 n phân tử co 2 à, cộng với nước à, và ánh sáng nhờ dạng ánh sáng thì nó sẽ quang hợp thành cái à, tinh bột và cellulose có công thức chung là c6h10o5n lần và giải phóng oxy Đây là phản ứng quang hợp à, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và cellulose à, của cây cối trong tự nhiên tức là về tính chất vật lý. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu đến phần ba la mã là tính chất hóa học và à, của tinh bột và cellulose Chúng ta cũng sẽ tiến hành bằng một cái phép so sánh. À, thưa các bạn thì à, tinh bột và cellulose thì nó có một số cái tính chất nó khá là đơn giản và chúng ta chỉ cần một cái bảng so sánh này các bạn có thể à, dễ nhớ và có thể nắm được à, các tính chất đặc trưng của tinh bột cũng như cellulose. Đối với tinh, thứ nhất là phản ứng tạo màu với I2, iốt. thì đây là một cái phản ứng đặc rất đặc trưng của tinh bột. khi mà tinh bột người ta nấu được thành hồ để nguội thì nó sẽ có khả năng kết hợp với iốt để tạo thành cái dung dịch màu xanh tím. đây không phải là một phản ứng hóa học mà là người ta giải thích quá trình này là do cái phân tử iốt nó chui vào trong cấu trúc dạng xoắn của cái amylose và nó à, tương tác ánh à, tán ánh sáng, nó để tạo thành màu xanh tím. À, xanh tím. Còn đối với cellulose thì không có hiện tượng này. Mà các bạn khi đun nóng lên cái thì, thì, thì cái màu tím xanh tím này nó biến mất do cái khi đun nóng lên cái thì, thì amylose nó sẽ duỗi thẳng. À, và nó giải phóng iốt ra. À À, khi để nguội thì nó lại xoắn lại và nó sẽ cái à uh, uh, nó sẽ chui vào trong cái ống của tinh bột và nó sẽ tạo thành màu xanh tím. Ở đây không có phản ứng hóa học nào xảy ra. Còn cellulose thì không. Cái đặc điểm thứ hai là chúng ta xét cái phản ứng với axit nitric HNO3. Thì tinh bột nó cũng có cái phản ứng với axit HNO3 nhưng người ta ứng ít ứng dụng thực tế. À, còn cái cellulose thì uh, cái phản ứng này là một cái phản ứng quan trọng tạo thành cái cellulose nitrate gọi là cái thuốc súng không khói. Đó, à, thuốc súng không khói. Ở à, đây chúng ta viết cái cái C6H10O5N lần này thành cái C6H7O2OH3 lần N à, lần. Cộng 3 phân tử axit nitric đặc. À, phản ứng xảy ra trong điều kiện là axit nitric đặc và nhiệt độ H2SO4 đặc. À, phản ứng nó sẽ tạo thành C6H7O2 o, -N -O 2 ono 2 3 lần tất cả N lần cộng 3 H2O. C6H7O2ONO2 3 lần N lần này gọi là cái cellulose nitrate, một là một dạng thuốc súng không khói. Đây là phản ứng thứ hai, phản ứng với axit nitric đặc. Cellulose tạo thành cellulose nitrate, một dạng thuốc súng không khói. Phản ứng thứ ba là phản ứng với Uh, anhydrid acetic CH3CO2 lần O, uh, đây phản ứng tạo este. Thì uh, người ta cũng uh, ứng dụng cái phản ứng tạo este của cái cellulose với anhydrid acetic tạo thành cellulose triacetat. Cái uh, là cái uh, loại mà um, cái loại dạng cái, cái sản phẩm mà tạo thành khi uh, phản ứng este. Xảy ra giữa cái cellulose với anhid acetic thì nó sẽ tạo thành cái hợp chất gọi là cellulose triacetat này được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn. Đó là cái một loại chất dẻo mà người ta có thể kéo kéo thành sợi, kéo thành kéo thành sợi, thành tơ sợi. Cái phản ứng của nó cũng hoàn toàn tương tự như phản ứng trên. C6H7O2OH 3 lần N lần cộng N CH3CO2 lần O anhydride acetic tạo thành C6H7O2 OCOCH3 ba lần N lần một dạng ester có 3 nhóm chức axit đó C6H7O2 o 2 oco CH3 3 33 lần N lần cái này gọi là cellulose triacetat cộng với giải phóng ra N phân tử axit acetic phản ứng này nó tạo thành cái cellulose triacetat có ứng dụng để sản xuất chất dẻo và kéo thành tơ sợi. À, đây là cái loại thứ hai là cellulose phản ứng với anhid anh... 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 acetic. Chúng ta sang phản ứng thứ ba là phản ứng thủy phân. À, thưa bạn này, thì tinh bột và cellulose thì à, nó đều có khả năng thủy phân. À, tinh bột và cellulose thì thủy phân được thủy phân trong môi trường axit và nhiệt độ và tạo thành các cái gốc C6H12O6, NC6H12O6. Và tức là cái um, glucose. À, tuy nhiên cái C6H12O6 này nó sẽ khác nhau. Đối với tinh bột thì nó sẽ tạo thành C6H12O6 là các cái uh, alpha uh, glucose, còn cellulose là nó sẽ tạo thành các cái um, beta-glucose uh, và các bạn chú ý là sau khi thủy phân trong môi trường axit thì tinh bột và cellulose uh, giải phóng uh, các cái dạng mạch uh, vòng các cái mắt xích uh, glucose và các mắt xích này có khả năng mở vòng để tạo thành dạng mạch hở và vì vậy cái uh, lúc sản phẩm của quá trình thủy phân tinh bột và cellulose thì nó uh, có khả năng tham gia phản ứng trang bạc có khả năng tham gia phản ứng trang bạc à, đây là về cái uh, tinh chất của hóa học của tinh bột và cellulose à, cái nội dung trình bày của tôi hôm nay à, đến đây à, tạm thời kết thúc cuối cùng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại